Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 2024, chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 294. Chúng ta ngày nào cũng nhắc nhất định đời này phải về cực lạc. Vì sao đời này chúng ta nhất định phải về cực lạc quý vị? Vì về cực lạc mới chấm dứt khổ đau và mới cứu độ được chúng sanh. Nên cực lạc Tây Phương nhất định chúng ta phải về. Vì muốn về cực lạc phải làm sao? Niệm Phật. Gây dựng tín nguyện niệm Phật để về thế giới cực lạc. Chỉ cần gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, dù ai có nói mình khùng điên ba trợn gì, mặc kệ. Chúng ta cứ niệm Phật. Như cái câu chuyện của Pháp Sư Hải Khánh, lúc còn sống nhiều người xem thường, chửi mắng, xem thường Pháp Sư Hải Khánh. Khi Ngài chết rồi, Ngài lên bàn thờ, Ngài ngồi, người ta lại Ngài. Cái đức lưu truyền cho hậu thế, lưu truyền cho hậu thế. Nên quý vị chỉ cần gặp Pháp môn niệm Phật, dù gặp sự cố trở ngại gì, quý vị chỉ cần niệm Phật đi, mọi việc sẽ qua. Chẳng thật chịu niệm Phật thì mọi việc đều sẽ qua. Còn không niệm Phật thì thua, thất bại. Những đức nói quý vị, từ khi nghe gặp Pháp môn niệm Phật, quý vị biết ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, tu nhân tích đức. Thì cái chân thật làm với khả năng của mình làm đi. Gia đạo quý vị từng đời ung thư nè, rồi gia đình con cháu không hạnh phúc nè, rồi tật nguyền nè. Ví dụ như như ta nói là cái gen mà nó cứ đi từng đời phải chịu vậy luôn. Tới đời quý vị chỉ cần chịu niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, chân thật tu phước tu duyên, biết đem tịnh độ giới thiệu, đem Phật Pháp giới thiệu, đem máy niệm Phật, máy nghe Pháp tặng cho người, kết duyên. Tới đời quý vị, cái gia đình quý vị sẽ hóa giải luôn rồi. Tới đời quý vị là giải quyết xong. Giải quyết xong vấn đề. Có những người gia đình người ta từng đời ung thư, người ta đổ thừa cho là cái gen của dòng họ. Nhưng quý vị biết cái đó là cái nghiệp quả từng đời phải chịu. Nhưng tu hành có thể chuyển nghiệp. Tu hành có thể chuyển nghiệp. Nhất là pháp môn niệm Phật này, vì chỉ cần chân thật nhớ Phật niệm Phật. Những gì không phải thì đừng đem đưa cho người. Quý vị chỉ cần gây dựng tín nguyện niệm Phật cho cực kỳ mạnh thôi, thành công. Sẽ có sự chuyển hóa vô cùng thù thắng. Có sự chuyển hóa rất thù thắng. Bữa đó những đứa đọc và coi câu chuyện mà đọc lại Bình Dương mà quay mà cái ổi ở miền ngoài ấy, cái ổi mà biết cười, thọt ác ảnh cái ảnh rung 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 rung. Vì hỏi Nhân Đức coi những chương trình gì thầy có tin không? Tình trong kinh Phật nói tình dữ vô tình đồng viên chủng chí, nhớ kỹ. Năm xưa Tào Tháo chuẩn bị cưa một cái cây. Đêm đó thằng cây đến báo mộng với Tào Tháo rằng trong cây đó có người sống, có người ở, đừng giết. Thì mọi người kêu Tào Tháo đừng giết. Tào Tháo nghe nói rằng Ngài làm vua, đất đai hoàn cảnh đều là của Ngài. Ta nói là cái cây đó chặt là phải chặt. Khi ông cho người cưa cây đó xịt máu ra, ông nhức đầu, bị bệnh nhức đầu như nhức trên não. Trong kinh Phật nói tình dữ vô tình động viên chủng chí, nên một cái cây quý vị muốn chặt thì trong nhà Phật giảng chỉ bị phương pháp, phải cúng báo cho người ta biết. Tại Lão Hòa Thượng Không ngày giảng thì nói 3 ngày, nhưng Ngài còn nói cái câu nói thì lúc xưa có lần mở đầu tràng chặt cây cúng báo người ta 3 ngày, 3 ngày sau chặt, tối đêm đó người ta về người ta báo mộng, các vị làm gấp gáp quá, chúng tôi dọn nhà chưa xong, quý vị gấp gáp quá. Rồi có thêm câu chuyện ở ngay Tịnh Tông Học Hội, nơi Hòa Thượng không ở, thì thường trồng bầu, trồng mớp đồ, vàng vàng.
thì có cái tế bào nó già rồi, chưa ai bẻ. Đêm đó có vị pháp sư đang nằm ngủ, thì tế bào đến báo mộng rằng tôi già rồi, lỡ cắt tôi đi. Sáng thì vị pháp sư này đến ngay chỗ đó thì thấy có tế bào thiệt là to già. Ngài mới nói rằng thôi ngươi già rồi, ta sẽ để làm giống. Nên trong kinh Phật nói là tình dữ vô tình động viên chủng trí. Mình chỉ cần có tâm thương hoàn cảnh thì hoàn cảnh thương lên mình. Nên mới nói là tướng do tâm sanh là như vậy. Nên cây ổi mà thọt ép, nó xào xạc cái lấy chiếc lá, người ta khung cái ổi đó lại một hoàn cảnh. Thời gian của cây ổi đó trồng hình như nghe nó gần 90 năm vậy. Gọi là cổ thụ. Thì khi nhà đức coi, nhà đức tin, vì sao? Vì tình dữ vô tình động viên chủng trí. Cái cây có thời gian lâu như vậy, thằng cây hay cảnh giới người ta dẫm dựa vào. Một cái cây ổi mà lấy cái đồ mà đo điện ấy, ghim vô bấm xuống cái nổi đèn. Và có những người nói rằng gờ vào cái ổi có một nguồn năng lượng gì đặc biệt lắm, giống như giúp cho mình có năng lượng an lạc. Nên chúng ta mỗi người, các nhà hay là làm cái gì, khi chặt cây phải báo, phải cúng và báo cho người ta. Bây giờ mình từng lễ đi, thì trước từng lễ cúng rồi xong làm à. Rồi khi mình cắt nhà đồ, để máy niệm Phật ngay chỗ động thổ đàng hoàng, rồi thờ Phật trong gia đình đồ này kia, đúng là một gia đình đặc biệt. Gây dựng một gia đình mới, mọi việc đều mới, đều rất đặc biệt và tốt đẹp. Nên mỗi một người mình khi nhận thức được thì quý vị nhất định sẽ phát tâm từ bi. Phát tâm từ bi. Giống như có một trường đại học ở nước ngoài ta thí nghiệm, đem hai cái cây mà vừa nhổ lên trồng, chăm sóc trong vòng một tháng, để âm thanh, một bên là chửi, một bên là thương. Một tháng sau, cái lo mà bên chửi, chửi cái cây kia chết queo luôn, còn cái lo mà khen thì nó lại sống. Thì rõ ràng là hoàn cảnh, động vật, thực vật, phán vật đều là tình dữ vô tình động viên chủng trí, nó đều cùng một nguyên lý. Nếu như chúng ta chứng quả A-la-hán thì chúng ta sẽ nhìn thấy vô lượng kiếp mình từng là đất, cây, cỏ, rồi từ từ nó mới chuyển hóa được thân người này, điều nó cũng quá quý. Nên cần có những chủng tử mà nhiều đời nhiều kiếp niệm Phật, thì tự nhiên khi tái sinh làm người thì tự nhiên mình sẽ thích nghe niệm Phật. Cái chủng tử nào thì sẽ thích ngay chỗ đó. Thí dụ như vị chủng tử tụng kinh thì thích tụng kinh, chủng tử trì chú thì thích trì chú. Người nhiều đời nhiều kiếp đã thuộc chú thì coi qua nhìn qua cũng thuộc. Người nhiều đời nhiều kiếp đã thuộc kinh thì coi qua coi lại thì cũng nhớ kinh, đều nhớ. Mỗi con người mình phải nhận thức cho sâu sắc, phải nhận thức cho sâu sắc. Chỉ nghe môn tịnh độ mà tính liền là nhiều đời nhiều kiếp mình đã trồng cái duyên tịnh độ. Nên Đức Phật chỉ mình trong thời mạt pháp này niệm Phật thành tựu. Nhiều người tu hành mà không người đắc đạo, duy chỉ có những người tính nguyện niệm Phật thì mới thành công đời này tu tập. Nên mỗi ngày Nam Mô ở dưới đạo Phật là quan trọng nhất. Dù ai có nói hơn nói thua gì mình, Nam Mô ở dưới đạo Phật là quan trọng nhất. Nên cái người tu môn tịnh độ và cái người nghe Phật pháp được thầy giảng dạy cái tâm tu duyên tu phước, trong mọi lúc mọi nơi thích tu duyên tu phước. Nhưng Đức nói chiếc máy niệm Phật mình đeo này, quý vị đi đâu cũng đeo, đi vô chợ cũng đeo, đi mua đồ cũng đeo, cứ đeo đi. Người ta nghe qua tay một câu Phật hiệu là gieo cái duyên đắc độ cho người ta. Chỉ cần mình có một cái tâm như vậy thôi là duyên phước mình cực kỳ lớn rồi. Hiểu được những nguyên lý này thì thích tu duyên tu phước. Cuộc đời của người quý vị ngắn ngủi quá là bao. Tại sao mình không biết trân quý thời gian này để mà mình tu duyên tu phước? Cái việc tu duyên tu phước là việc rất quan trọng để mỗi một người chúng ta
gây dựng được tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Nên mình mà gặp những người bệnh đau, những người bị bỏ rơi đồ, mình luôn luôn mình động viên họ, mình nói những lời làm cho người ta phấn chấn lên. Có một người này bị xe đụng gãy cái chân, người này buồn vô cùng, nhưng Đức gặp gia đình đưa lại, nhưng Đức gặp, nhưng nói chuyện. Chàng nít cụt tay cụt chân mà còn phấn đấu trở thành một con người nổi tiếng, tiếng của thế giới. Mình chỉ có xe đụng gãy một cái chân chưa nói lên gì, phấn chấn lên. Dù bệnh đau gì cũng phấn chấn lên, nhớ kỹ nha. Bệnh đau gì cũng phải phấn chấn lên. Bệnh đau đã bệnh rồi, bây giờ buồn nó cũng bệnh. Mình phấn chấn lên mình còn có cơ hội sống. Bị bỏ rơi cũng bị bỏ rơi rồi, buồn cũng bị bỏ rơi. Tại sao chúng ta không phấn chấn lên để sống? Mất tiền cũng mất tiền rồi, bây giờ buồn cũng mất tiền, phấn chấn lên mà sống. Người mà chỉ cần có một cái tâm vậy thôi là đặc biệt dữ lắm quý vị, cực kỳ đặc biệt luôn. Có một cô bên đầu chàng ba, cô nói rằng lúc trước mà khổ đau mà nói muốn kết liễu của tự tử được không? Sau này nhờ nghe mình giảng mà cởi mở tâm tư, vô chùa nghe mình giảng cởi mở tâm tư, bây giờ sống vui sống sống tốt, rất là cảm ơn mình. Viết thư gửi như Đức. Như Đức nói với vị cảm ơn, như Đức vị niệm thêm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật được. Nên tất cả Phật tử mà như Đức hướng dẫn đều khuyên tin sâu nhân quả. Tất cả những Phật tử như Đức hướng dẫn, như Đức nói rằng cuộc đời như Đức cái gì cũng không được đụng vô. Ai có chửi như Đức cũng không được đụng vô, mặc kệ người ta. Như Pháp Sư Hải Khánh nói, nợ tôi thiếu giờ tôi phải trả thôi. Cái vị cự người ta, bị đánh người ta, cuối cùng tôi trả chưa xong. Thiếu nợ thì trả đi, than vãn làm gì. Nên chúng ta cứ niệm Phật. Những Đức cũng dạng, cũng có nói những câu mà nếu nghe kỹ nó cũng sâu sắc lắm. Nghe kỹ nó cũng là xiên như lỗ tai, như những cái kim ấy, ghê lắm. Tại vì người ta nghe không kỹ, nếu ta nghe kỹ là người ta sẽ thấy xuyên vào lỗ tai. Nên mỗi người mình, quý vị, gặp Phật Pháp, mình đều có cái sự lý giải. Người ta hiểu bây giờ hay không hiểu bây giờ mặc kệ người ta. Bây giờ người ta không hiểu, biết không, mai mốt người ta chợt tỉnh cơn mê thì sao? Ồ, đó mình cũng nghe ông thầy đó giảng, mình cũng chửi, mình nói ông quá trời. Nhưng bây giờ không ngờ mình gặp sự cố khổ đau y rang ông nói. Những Đức chia sẻ Phật Pháp là có phương pháp đó quý vị. Là tu có phương pháp, giảng pháp có phương pháp tu, áp dụng được luôn, không có xa vời đâu chứ. Nếu như xa vời thì nhiều người có khi cũng không thoát nổi, nhờ gần gũi nên chúng ta mới tiếp nhận được. Nên đạo pháp làm sao đưa ra cho thiệt là gần gũi để chúng sanh được nhờ. Đây là cái rất quan trọng. Nhất là pháp môn niệm Phật là gần gũi nhất. Vì đem máy niệm Phật đi đứng làm ngồi, vì cứ A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Ngay chỗ cái trang của mình niệm mấy câu Phật hiệu ra thôi. Nhiều người cũng kích duyên. Mình đeo cái máy niệm Phật mình đi ngoài đường, mình người ta cũng nghe câu Phật hiệu, mình cũng kích duyên. Mỗi lúc mỗi nơi mình đem pháp môn tịnh độ có Phật hiệu này, mình cho người ta được kết duyên để tu duyên tu phước cho cuộc đời của người ta. Cái này quan trọng lắm. Nên những Đức nói rằng nhờ pháp môn tịnh độ mà cứu cuộc đời những Đức, nhờ có Phật hiệu này cứu cuộc đời những Đức, mà cũng nhờ có Phật hiệu này giúp cho những Đức bình tĩnh, bình an, trí tuệ sanh ra, và cũng nhờ ngay có Phật hiệu này mà những Đức lại làm được nhiều việc ý nghĩa trong cuộc đời. Niệm niệm vì người, lợi ích cho người mà không bao giờ quán than, không bao giờ trách hờn. Vì sao? Vì mình muốn sanh cực lạc. Mình muốn sanh cực lạc nên mình không quán hờn, không trách hờn ai. Nhớ nghe quý vị, nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.